hành trình 30 năm và những dấu ấn. Ngày 22 tháng 3 năm 1989, những nhà khoa học với khát khao xây dựng một doanh nghiệp tư nhân giàu chất xám, công ty dịch vụ và tư vấn về tin học Sequoin được thành lập bởi giáo sư Đinh Xuân Bá, gia đình và các giáo sư, cán bộ của trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Trụ sở đầu tiên của Sequoin đặt tại số 9 Dã Tượng, Hà Nội. Sau này, tháng 4 năm 1991 chuyển về 40 Bà Triệu, Hà Nội. Tháng 8 năm 1991 vươn ra nước ngoài để khai thác tiềm năng trong nước. Công ty Secopol tại Ba Lan được thành lập bởi ông Đinh Hồng Kỳ. Bộ Hợp tác Kinh tế với nước ngoài của Ba Lan đã ủy quyền cho Secopol thay mặt Ba Lan nhận trả nợ của Việt Nam bằng cao su tự nhiên tháng 12 năm 1992, chuyển đổi sang mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn và đổi tên thành công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ, thương mại và đầu tư Sequoin, một trong những công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tiên của Việt Nam hoạt động theo luật doanh nghiệp. Cùng thời điểm đó, trụ sở chính của Sequoin chuyển về tầng 3 chợ Hôm, phố Huế, Hà Nội. Tháng 3 năm 1995, khởi đầu hành trình của người góp phần tạo ra ngành vật liệu xây dựng không nung tại Việt Nam, Sequoin là đại diện phân phối thiết bị của 25 hãng nước ngoài để du nhập các thiết bị công nghệ tiên tiến vào Việt Nam. Năm 1995, Sequoin cung cấp thiết bị và chuyển giao nhà máy gạch block đầu tiên tại Phủ Lý. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 năm sau đó, 50 nhà máy vật liệu xây dựng không nung đã được Sequoin chuyển giao trên khắp Việt Nam. Tháng 9 năm 1996, bắt đầu triển khai lĩnh vực sản xuất, Sequoin khánh thành xưởng sản xuất gạch block đặt tại Văn Điển, Hà Nội và trở thành đơn vị đầu tiên sản xuất gạch block tại thị trường Hà Nội. Tháng 10 năm 1996, Sequoin cung cấp gạch block cho khách sạn 5 sao Horizon, công trình đầu tiên sử dụng gạch block tại Hà Nội. Tháng 4 năm 1998, viên gạch Terrazzo đầu tiên được Sequoin sản xuất tại Việt Nam. Sequoin khởi công xây dựng nhà máy gạch lát Terrazzo Cetera tại Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội. Cuối năm 1999, khởi đầu hành trình đưa sản phẩm Sequoin ra thị trường thế giới. Sequoin ký hợp đồng đầu tiên xuất khẩu gạch lát Terrazzo sang thị trường Nhật Bản. Tính đến nay, Sequoin đã có chỗ đứng vững chắc hơn 20 năm tại thị trường rất khó tính này. Tháng 6 năm 2000, mua lại doanh nghiệp Nhật Bản, Sequoin ký hợp đồng mua lại toàn bộ công ty gạch chất lượng cao Superbrick 100% vốn đầu tư của Nhật Bản, chuyên sản xuất các loại gạch block tại Chương Mỹ, Hà Tây. Sau đó, Sequoin đã sáp nhập nhà máy Cầu Diễn để trở thành công ty trách nhiệm hữu hạn Sequoin Hà Tây. Tháng 7 năm 2000, tự hào cung cấp gạch tô điểm Hồ Gươm thiêng liêng. Nhân kỷ niệm 990 năm Thăng Long, Hà Nội, gạch lát Terrazzo Sequoin đã được lựa chọn để sử dụng cho hệ thống đường dạo xung quanh Hồ Gươm và các công trình trọng điểm của thủ đô. Tháng 1 năm 2002, khai trương trụ sở chính tại 59 Hàng Chuối, Hà Nội. Tháng 6 năm 2002, thành lập Sequoin Sài Gòn, đánh dấu sự có mặt của Sequoin tại thị trường miền Nam. Tháng 6 năm 2003, xây dựng nhà máy Sequoin tại Mộc Ti, Trưng Chắc, Văn Lâm, Hưng Yên để sản xuất đá mài. Sau này, nhà máy chuyên sản xuất ngói màu của Sequoin cung cấp cho toàn bộ thị trường miền Bắc. Tháng 3 năm 2004, Sequoin lần đầu tiên được BVQI Vương quốc Anh trao chứng chỉ ISO 9001 phiên bản 2000. Tháng 9 năm 2005, Sequoin chuyển đổi logo và nhận diện thương hiệu mới với sự tư vấn của Richard Moore Associates Hoa Kỳ. Tháng 4 năm 2008, mua lại cổ phần chi phối tại công ty cổ phần gạch Terrazzo Sài Gòn và đổi tên thành công ty cổ phần đầu tư công nghiệp Sài Gòn Sequoin. Tháng 7 năm 2009, Sequoin tiếp quản Thanh Danh. Truyền thống gạch bông Việt Nam được khởi đầu năm 1910 bởi Brosa Mopane Pháp đã được Sequoin khôi phục, tiếp nối và phát triển đến những thời kỳ rực rỡ. Tháng 8 năm 2009, Sequoin được cổ phần hóa và hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Tháng 1 năm 2014, khánh thành showroom mới tại thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 11 năm 2014, công ty cổ phần Sequoin Đà Nẵng đã chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu Sequoin chính thức có mặt tại miền Trung Việt Nam. Năm 2015, đánh dấu thị trường xuất khẩu thứ 50 của Sequoin. Tháng 12 năm 2016, Sequoin được công nhận là thương hiệu quốc gia của Việt Nam giai đoạn 2016-2018. Tháng 1 năm 2017, Sequoin Sài Gòn xây dựng trụ sở và showroom mới tại thành phố Hồ Chí Minh. Tòa nhà Sequoin tại đây đã trở thành trung tâm trưng bày gạch nghệ thuật lớn nhất tại Việt Nam. Tháng 5 năm 2017, khai trương showroom gạch ngói nghệ thuật Sequoin tại 477 Điện Biên Phủ, thành phố Đà Nẵng. Tháng 7 năm 2017, Sequoin tổ chức lễ ra mắt công ty cổ phần Sequoin Tây Sài Gòn tại khu công nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 3 năm 2018,
Sequin ký kết đề án tư vấn sản xuất tinh gọn của Viện Giáo dục Đào tạo Panasonic ESBCT Nhật Bản đối với hệ thống sản xuất của Sequin. Tháng 7 năm 2018, sản phẩm thương hiệu Sequin đạt mức xuất khẩu tới thị trường thứ 60 trên khắp 6 châu lục. Tháng 6 năm 2018, Sequin ra mắt hệ thống nhận diện thương hiệu mới. Tháng 12 năm 2018, Sequin tiếp tục được chính phủ công nhận là thương hiệu quốc gia 2018-2020 và vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.